Em xin chào cả nhà, em là Hoa Hồng Đen, em là chủ trạm của máy ấm Hoa Hồng Đen ở Hóc Môn. Ngày hôm nay em quay clip này thì có một bé chó nè, đó chủ của nó bán thì cho cái người thu mua chó, người ta chở ngang đây thì Hoa Hồng Đen cũng quay lên để xem coi thứ. Thì theo thông tin Hoa Hồng Đen nhận được thì chủ bán thì Hoa Hồng Đen cũng không biết như thế nào, nhưng mà Hoa Hồng Đen quay lên thứ nhất có ai mắc hay không, thứ hai nữa là coi có ai cho bé cơ hội được để sống tiếp hay không. Tại vì những bé chó cỏ này á là người ta mua là người ta sẽ chở thẳng vào lò mổ luôn đó cô chú anh chị, đó cho nên rất là tội nghiệp luôn. Đây cô chú thấy bên sau lưng Hoa Hồng Đen không, đó là bé chó đó. Đây còn những em chó mà đang sống ở mấy ấm Hoa Hồng Đen nè. Đó. Mấy em này cũng được cứu từ chủ bỏ, chủ bán, rồi chủ không thương nữa. Đó, bệnh bỏ, coi như là già nè, như em này em mù nè. Đó, em này là không thấy đường, chỉ nghe tiếng thôi. Đó, còn em này thì đi lang thang nằm ngoài đường nè. Về đây cũng được mấy năm rồi. Đó. Này chờ neo nè. Đây. Thì cái này chủ bán không? Chủ ở Hóc Môn luôn hả? Củ Chi, chủ Củ Chi bán con bao nhiêu tiền? Con này 700. Con này 700 là anh bán cho em hả? Bây giờ tôi bán cho con 700. 700. Thấy thương ghê không? Thôi để xuống luôn đi anh ơi. Đấy xuống luôn đi. Rồi có 700 mà thì mình mua đi, rồi chừng nào có cô chú nào cho lại thì lấy. Cái màu cái thấy thương không? Trên có đốm trắng kìa. Rồi 250, số gì ga, cờ ga con mấy là con mấy gì ga, 250 vậy. Triệt sản 250. Giờ tôi không biết coi cái gì tét mỏ mà tôi thấy 250 đây nè. Tôi thấy kìa, toàn ten. Ôi. Bé rất là dễ thương. Để đâu ạ? À? Để đây à. Chích ngừa cho nó vô luôn đi. Ê. Hôm nay là gầm đúng không? Hôm nay là gầm tháng Giêng. Đó. Gầm tháng Giêng. Con trai ơi, con trai. Sao cái mỏ cắn lộn ha? Cắn lộn nhau.